vâng thưa bà con bên cạnh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại và sản xuất nông nghiệp hệ thống nhà kính nhà lưới hệ thống tưới nhỏ giọt dùng giá thể để thay thế đất quản lý trang trại trên nền tảng số thì việc mạnh dạng với những giống cây trồng mới cũng được người nông dân quan tâm nhiều hơn công ty seco đà lạt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng người nông dân đưa ra thị trường nhiều giống rau củ quả mới lạ trong phần cuối chương trình hôm nay mời bà con theo dõi ghi nhận sau Công ty trách nhiệm hữu hàng nông nghiệp Seco Đà Lạt thành lập năm 2018, hiện đang liên kết với hơn 50 nông dân tại thành phố Đà Lạt và các huyện phụ cận, cung cấp mỗi ngày một tấn rau củ quả các loại, cao điểm có thể lên đến từ 4 đến 5 tấn. Đặc biệt, Seco Đà Lạt thường xuyên tìm kiếm các giống rau củ quả mới lạ từ các nước, liên kết với các nông dân và đưa ra thị trường các sản phẩm sạch phù hợp với thị hiếu tiêu dùng để phát triển các cái dòng mới, ngăn mới là định hướng phát triển của bên cô thì mong muốn rằng là tạo ra những thị trường ngách, thị trường khó. Tuy nhiên đang là những thị trường đó là cũng mang lại nhiều cái lợi ích cho cho người tiêu dùng, đem lại những sản phẩm dinh dưỡng cao, đem lại những lợi ích kinh tế cho bà con nông dân cũng như là để phát triển thương hiệu Saco Đà Lạt. Điều kiện về khí hậu thổ nhưỡng tại Lâm Đồng phù hợp cho nhiều cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Nông dân Lâm Đồng luôn cần cù chịu khó và áp dụng tốt các kỹ thuật hiện đại trong sản xuất. Ngành nông nghiệp địa phương luôn đồng hành với nông dân doanh nghiệp, tạo chính sách rộng mở để phát triển. Tất cả những yếu tố đó đã khiến chàng trai Nguyễn Thái Quân, sinh năm 1991, lựa chọn Đà Lạt làm nơi khởi nghiệp sau khi trải qua chặng đường dài khắp các tỉnh thành phố trong cả nước. Thời gian học tập tại Israel cũng đã giúp ích nhiều cho Quân trong việc xây dựng kế hoạch và bước đi lâu dài trong tương lai anh thường xuyên nghiên cứu các giống mới, chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cho nông dân, bao tiêu ổn định đầu ra với giá cả ổn định cho nông dân. À, thứ nhất là mình mình xét loại cái trồng này à, là loại giống nào, à, trong địa phương nào nó phù hợp hay không nó phù hợp và trong địa phương đó thì nó sẽ có những cái giống bình nào, à, các loài côn trùng nào tấn công thì lúc đó thì mình sẽ đưa những cái phương án, cái quy trình cùng bà con nông dân để làm thế nào để giải quyết bài toán rằng là làm cho cái nông sản nó đạt cái chất lượng mà mong muốn yêu cầu. Tất nhiên là nói về nông nghiệp ở Lâm Đồng này thì là truyền thống rất là nhiều năm. Thì trong đó có một số bà con trồng hoa, trồng rau, trồng những cái loại củ quả ngoài trời. thì khi mà tôi bắt đầu chuyển vô cái trồng trong nhà kính và áp dụng một số cái công nghệ nghệ hiện đại ví dụ như hệ thống tưới thông minh rồi những cái giống của nhập từ châu Âu về thì rõ ràng là cái hiệu quả và năng suất nó lên rất là cao một sào như vậy có thể nó tương đương với 3 bốn sào trồng ngoài trời về hiệu quả kinh tế từ năm 2020 anh Nguyễn Văn Minh Tú đã lựa chọn giống ớt bạc Lẹp mồ để thử nghiệm giống ớt này có ưu điểm là thuộc dòng ớt trái cây không nghe mùi ớt giàu hàm lượng dinh dưỡng nhiều màu sắc đẹp mắt sau 2 năm anh đã mở rộng diện tích lên đến 8 hecta canh tác giống ớt bạc Lẹp mồ Diện tích này mang lại thu nhập ổn định cho gia đình tạo công việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Việc tiếp cận thị trường bằng các giống mới đang giúp cho nông dân doanh nghiệp tại Lâm Đồng yên tâm về đầu ra, luôn được thị trường đón nhận tốt và giá cả ổn định ở mức cao. Công ty Seco Đà Lạt vẫn luôn đồng hành cùng nông dân Lâm Đồng phát triển tốt các giống rau củ quả mới được nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới.